Sodoma và Gomorra. Lót được cứu khi Sodoma và Gomorra bị hủy diệt. Cháu ông Abraham là Lót và gia đình đã chọn lựa đồng bằng phì nhiêu tại Sodoma để sinh sống. Dân thành này và các thành lân cận rất hư đốn. Hai vị khách lạ đến thăm Abraham là những thiên sứ được Chúa sai đến hủy diệt các thành phố xấu xa này. Hai thiên sứ trông giống như con người đã đi đến thành Sodoma, nơi ông Lót ở cùng với vợ và hai con gái ông. Lót đang ngồi ở cổng thành. Lót sụp lại khi thấy hai vị khách và mời họ về nhà mình. "Không, chúng tôi sẽ qua đêm tại quảng trường," họ đáp. Nhưng Lót nài nỉ họ về trú tại nhà ông. Lót dọn bánh không men đãi hai vị khách. Bên ngoài, tin tức về hai khách lạ đến thành phố đã lan ra khắp thành, và mọi người, cả già lẫn trẻ, đến vây quanh nhà Lót. Đám đông đòi Lót giao nộp hai khách lạ cho họ. Lót tiến về phía đám đông rồi khóa cửa lại phía sau. "Không," ông la lên, "không được làm bậy. Họ là khách của tôi." "Lót, mày là người ngoài đến sống ở thành phố chúng tao mà bây giờ lại muốn làm trọng tài sao?" Đám đông giận dữ hét lên. "Chúng tao sẽ xử mày còn tệ hơn là xử chúng nó." Đám đông nhảy chồm lên để phá cửa. Hai thiên sứ chạy ra và kéo Lót vào trong rồi đóng cửa lại. Rồi họ đánh mù mắt những tên ở bên ngoài, khiến chúng không tìm thấy cửa. "Anh có bà con nào trong thành này không?" các thiên sứ hỏi Lót. Sự suy đồi của thành phố quá lớn khiến Thiên Chúa sắp sửa tiêu diệt họ. Lót đi tìm hai người dân địa phương đã đính ước với các con gái ông. "Nhanh lên, ra khỏi đây," ông cảnh giác họ. "Chúa sẽ hủy diệt thành này." Các con rể tương lai của ông nghĩ ông nói đùa nên không đi. Khi bình minh sắp tới, hai thiên sứ hối thúc Lót. "Vợ và các con ông mau ra khỏi thành, mau lên," họ ra lệnh. "Nếu không, các người sẽ bị quét sạch khi thành bị trừng phạt." Khi họ còn đang do dự, các thiên sứ nắm lấy tay họ và lôi họ đi ra. "Hãy trốn mau để cứu mạng các ngươi," một thiên sứ ra lệnh. "Không được ngoái lại đằng sau, chạy thẳng lên núi và không được dừng lại ở đồng bằng." "Các ngài đã thương tình cứu mạng tôi," Lót nói, "nhưng núi xa quá, tôi không thể chạy kịp. Tôi sẽ chết mất. Nhìn kìa, có một cái làng nhỏ khá gần tôi có thể đến được. Xin để tôi chạy đến trú ở đó." "Được," thiên sứ đáp, "làng ấy sẽ được tha, nhưng phải chạy thật nhanh." Khi Lót đến được ngôi làng, Chúa cho mưa diêm sinh thiêu hủy hai thành Sodoma và Gomorra. Cả đồng bằng chìm trong lửa, nham thạch, muối và tro. Nhưng vợ ông Lót không nghe lời cảnh giác và đã ngoái lại đằng sau. Bà bị diêm sinh tro, muối và nham thạch phủ kín người, xác bà hóa thành một cột muối. Chúa đã cứu mạng Lót và hai con gái ông khi họ trú ẩn tại làng Gioa.